sát khuẩn tay trước khi đeo khẩu trang. Lấy khẩu trang ra khỏi túi đựng, kiểm tra để đảm bảo khẩu trang không bị lỗi. Trước khi đeo khẩu trang, hãy đảm bảo bạn đã cạo sạch râu để tránh thoát khí. Cầm khẩu trang trong tay, sao cho đai giữ đầu buông thõng xuống. Phải kiểm tra xem khẩu trang có vừa không trước khi đeo. Nếu tóc bạn dài, hãy buộc tóc sao cho không gây cản trở đai giữ đầu. Đặt khẩu trang che phủ cằm và qua mũi, kéo đai đầu tiên qua đầu ra sau cổ của bạn. Kéo đai trên vào vị trí sao cho đai nằm trên đỉnh đầu của bạn, đảm bảo đai nằm bên trên tai. Không để dây đai bị vặn xoắn hay mắc vào nhau. Chỉnh kẹp mũi để giảm thiểu rò rỉ và đảm bảo kẹp mũi ôm cách mũi, không để lộ bất kỳ khe hở nào. Dùng cả hai tay che khẩu trang rồi thở ra, khẩu trang sẽ hơi phồng lên. Nếu có không khí thoát ra từ bất kỳ cạnh nào của khẩu trang, hãy chỉnh lại khẩu trang cho đến khi khẩu trang ôm khít mà đảm bảo kẹp mũi đặt đúng vị trí trên mũi. Khi tháo khẩu trang, chỉ chạm vào dây đai điều chỉnh và không chạm vào chất liệu lọc của khẩu trang. Kéo dây đai qua đầu. Vứt khẩu trang ngay sau khi sử dụng theo các yêu cầu và hướng dẫn của địa phương. Sát khuẩn tay ngay sau khi tháo khẩu trang.